120 mấy à, bình thường zin nó được 130 mấy, nó rung cả đầu rồi. Xào zin này nó chạy lên cái này nó đứng rồi. Nó làm rồi xong rồi nó mở tua là nhẹ móc nó khắc phục mấy lỗi kêu cái này xào hú luôn, khắc phục lỗi rung cả đầu luôn. Một cái AB 110 làm nồi như lọc gió. Nhà nồi thì mình phay gánh bi bẻ độ dớt theo bài nha. Bây giờ kêu rõ lên đây nè, còn zin thì nó lên tới đây thôi. Nãy lên được 120 mấy. Làm hết theo bài mình bố rồi so chuông. Làm đầy đủ hết nè. Ý làm hết luôn để mình lắp vô mình test cho anh em xem làm lần mấy bộ luôn thay đổi với em. Đây rất đặc biệt, sau khi mình làm nồi hai lọc gió với làm chán ba chán cổ rồi lại hết luôn, cái lồng phục nó bị xì, mình test cho anh em coi nha. Nãy nó còn 120 mấy à, giờ lên 160 luôn. Mình lắp cái nồi mình test cho anh em coi nha. Mình làm nó hết bấy rồi. 300 bấy. 350 đầy đủ hết.
làm loại 350 rồi, 300 mi rồi. Đó rất ý nè. Mình làm đầy đủ hết nha. Đó 350 nè. Radio, nó ấy. Đó, đậu thật.